Mình là Đan và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cellnet. Thì như các bạn đã biết hoặc là chưa biết thì Belkin là một hãng khá là có tiếng trong việc làm các sản phẩm về phụ kiện điện thoại và máy tính bảng. Thì mới đây hãng đã cho ra một sản phẩm mới, chiếc tai nghe Thunderform Freedom. Và hôm nay mình sẽ đem cho bạn một bài review cực kỳ chi tiết về nó mà mình tin chắc rằng đây là video đầu tiên thế giới về chiếc tai nghe này. Intro nào. Điểm sơ qua về ngoại hình của em nó đi. Chúng ta sẽ có một cán đựng tai nghe hình vuông, trọng lượng và kích thước khá tương đương với lại AirPods. Chúng ta sẽ có hai tùy chọn màu sắc là trắng và đen. Mình chưa cơ hội cầm thử chiếc màu đen như thế nào. Tuy nhiên phiên bản màu trắng trên tay mình đây thì không hợp gu mình cho lắm. Phần nhựa trắng không quá bóng và không để lại mồ hôi dưới bàn tay. Tuy nhiên thì dễ trầy khi mình để chung các vật nhọn như là chìa khóa. Bù lại, nó có độ hoàn thiện tương đối cao, bản lề chắc chắn và không thua kém gì các hãng Apple. Ở phía sau chúng ta sẽ có một cổng Type-C và một nút reset kết nối. Đây là một thiết kế khá lạ đối với mình khi mà nút kết nối nằm phía sau trong khi đèn báo tín hiệu thì nằm phía trước. Về phần tai nghe, chúng ta sẽ có hai earbuds được thiết kế khá là to, đeo vào cũng khá là thoải mái. Tuy nhiên nếu các bạn có thói quen đeo tai nghe khi nằm trên giường thì theo mình nó khá là cấn do bề dày chiếc earbuds này khá là đáng kể. Và tất nhiên rồi, trên chiếc tai nghe hơn 100 đô này chúng ta sẽ có cảm biến với đa dạng các thao tác, ví dụ như là chạm một lần để dựng bài, vuốt lên vuốt xuống để mà tăng giảm âm lượng, nhấn nút để đổi bài. Và ở mặt trong này chúng ta còn có một cảm biến tiệm cận để tự động dừng nhạc khi tháo tai nghe ra. Điểm qua về thông số của em đi, chúng ta sẽ có khả năng chống ồn ENC, chống bụi và chống ướt tiêu chuẩn IPX5. Các bạn chú ý là chỉ chống ướt thôi nha, chứ đem con này đi bơi hơi toan đấy. Ngoài ra thì đây là hãng thứ ba khá quen thuộc Apple nên chúng ta còn được tích hợp tính năng Find My để không sợ bị mất. Về thời lượng pin thì với kích thước to như này nên tai nghe có khả năng phát nhạc liên tục lên đến 8 tiếng và thêm 8 tiếng nữa với cán sạc này, thừa sức cho anh em sử dụng trong vòng một tuần mà không cần quan ngại. Ok, đi về chất âm, với giá hơn 100 đô như thế này thì Belkin Thunderform Freedom 2 Wireless có chất âm Reset, có chút xíu thiên tối, khá là giống với mẫu tai nghe giá rẻ nhà KZ, nhưng mình vào dãy bass và treble. Chất bass của Belkin Thunderform Freedom 2 Wireless thực sự rất là dễ nghe, nó phù hợp với loại nhạc sôi động. Thêm một điều kỳ lạ ở dãy mid ở Belkin Thunderform Freedom 2 Wireless là nó khá mượt và có phần nào ngọt ngào nữa. Giọng của ca sĩ hơi bị lùi nhẹ, tạo không gian thư giãn hơn với người nghe. Chi tiết của ca sĩ và nhạc cụ được thể hiện khá tốt với codec ABTX. Nói về codec ABTX thì mình cảm giác khi tắt ABTX, dãy bass hơi lùi lại và nâng mid lên một chút xíu và mình khá thích điều này. Ở dãy treble thì nó khá hiền, ít về lượng, lên vừa tới, thoáng đãng, đủ nghe mà không bị chói gắt. Với chất âm này, Belkin Thunderform Freedom 2 Wireless có thể chơi tốt rất nhiều loại nhạc phổ biến khác nhau như là pop, R&B, rap, EDM. Với những loại nhạc yêu cầu mix cao thì Belkin Thunderform Freedom 2 Wireless chưa thể hiện tốt nhưng mà khá ổn nếu như yêu cầu bạn không quá cao. Tóm cái máy lại, với mức giá rơi vào khoảng hơn 3 triệu đồng khi về Việt Nam thì mình tin chắc rằng đây sẽ là con tai nghe khá là đáng nên em cân nhắc. Với nhiều tính năng nổi bật như là chống ồn, kháng nước, kháng bụi bẩn và đặc biệt tính năng Find My trên iOS. Sau đây thì Cellnet sẽ đem sản phẩm này về kinh doanh và đường link sản phẩm mình để ngay phần mô tả video. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh thì hãy cho mình một like, một subscribe để ủng hộ tụi mình trong những video tiếp theo nha. Xin chào.